Chào mừng anh em đã đến với FOMO Nista TV Đây là chuỗi series FOMO Coffee Với mục tiêu là cập nhật tin tức thị trường một buổi sáng cho anh em Có cái nhìn tổng quan về thị trường crypto để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình nha anh em Thì vẫn như mọi khi thôi thì sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với cái chạc Total Market Cap Khoan, khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây, chia sẻ cho thầy đi <laughs> Total Crypto Market Cap này Thì chúng ta vẫn đang có một phản ứng khá là tốt của tối ngày hôm qua khi tin tức non-farm Có vẻ là không có gì đặc biệt lắm Rồi, thì sáng ngày hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục như anh em có thể thấy trên màn hình là đường giá vẫn đang tiếp tục nằm ở bên trên trendline và vẫn nằm bên trên đường 34 và cả 89 trên hệ thống của mình. Thì với mình ấy thì ở cái ở cái chạc ở hiện tại chúng ta đang có một cái trendline nhỏ như thế này thì thì ở cái khung nhỏ hơn như mình đang xem với anh em là ở khung H4 thì mình đang bắt đầu thấy ở khung H1 đã có một cái tam giác sideways thì nếu mà mình thì mình vẫn sẽ kỳ vọng là sẽ break out được cái 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 trên line cái trên line phía trên này ở trên cạnh trên của tam giác rồi sau đó sẽ bắt test và đây sẽ là thời điểm mà chúng ta có thể mua vào được tiếp tục anh coi để mà kỳ vọng tăng tiếp tục nhé anh em vì đối với mình thì tin tức ngày hôm qua nó không có gì đặc biệt hết và chạc total của chúng ta thì vẫn là một cái chạc up và như anh em cũng biết đó thì mình đã phân tích với anh em ở những video trước là chúng ta vẫn đang nằm ở vùng hỗ trợ 2.66 2.66 này và vẫn đang phản ứng rất tốt khi mà đáy sau tiếp tục cao hơn đáy trước này thì nếu mà trong ngày hôm nay có một cú breakout thì có thể là thị trường của chúng ta sẽ bùng nổ đấy anh em. Nó sẽ đẩy thẳng một cây lên khi mà khi mà khi mà thị trường trong những ngày qua nó đã xoay quay rất là nhiều rồi thị trường gần như anh coi xoay quay và ngày hôm qua btc đâm để mà tạo hiệu ứng nhưng mà anh coi gần như là cũng chỉ là xoay quay ngang thôi anh em tiếp theo chúng ta sẽ tới cái chặt btc dominant thì tiếp tục là một chu kỳ giảm của btc dominant khi mà chúng ta đang thấy ở trên hệ thống của em đã cho là gần như là break out được cái đường màu xanh 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 lam này rồi xanh dương này rồi thì nó sẽ vẫn tiếp tục em sẽ vẫn kỳ vọng là nó sẽ về cái vùng 41 phần trăm này đó là trước mắt nó sẽ về lại cái vùng 41 phần trăm này đấy khi mà gần như từ bữa tới bây giờ bất cứ một cú bắt test nào thì nó cũng chỉ là nhẹ thôi và nó đều đạp tiếp tục xuống đều cho xu hướng là xuống hết và chưa hề có một cú rất ao hoặc là xác nhận tăng trở lại hoặc là sideways nên là em vẫn sẽ tiếp tục nằm ở cái việc là nó sẽ tiếp tục rớt trước mắt thì chúng ta đang nằm ở cái vùng hỗ trợ 22.5 thì nếu mà cái vùng hỗ trợ này mà không vẫn tiếp tục không không giữ chân được BTC dominant thì chúng ta sẽ về lại cái vùng hỗ trợ cứng hơn ở trên khung D1 nha anh em đó là vùng 41 41.5 phần trăm cho tới 40 40 40 41. Cái vùng này này, cái vùng mà chúng ta thấy quay rất nhiều ở đây thì đó sẽ là cái vùng hỗ trợ rất là mạnh. Nên là với cái chạc như thế này thì em sẽ kỳ vọng là nó sẽ về thẳng dưới 40 41 này luôn. Thì như vậy thì chúng ta sẽ có hai dữ liệu vừa rồi chúng ta sẽ thấy là chạc total thì cho xu hướng là chuẩn bị rất out trên line để tăng tiếp. Và dominant thì vẫn, vẫn tiếp tục giảm nên là đây sẽ là một xu hướng mà chúng ta có thể mua vào anh coi được rồi nha anh em có thể nói là đây là một xu hướng dần dần rõ ràng ra để mà chúng ta có thể mua vào anh khoi được rồi tiếp theo chúng ta sẽ tới cái chạc btc dominant usdt dominant ở trên khung h4 thì chúng ta đang có một cái vẫn tiếp tục là sideways nêm thôi anh em vẫn tiếp tục là chúng ta đang có một cái cái nêm và nó vẫn tiếp tục xe trong nêm và sáng ngày hôm nay chiều ngày hôm qua và sáng ngày hôm nay muốn bắt ao có một có vẻ là có một vài cú chốt lời nhưng mà nó trên chạc của chúng ta ở thời điểm hiện tại thì vẫn là chưa rack out được cái vùng trên line trên line trên của cái nêm này thì khi mà nó khi mà đường giá vẫn chưa rất out thì mình vẫn kỳ vọng là nó sẽ xe quay ở trong nêm thôi và sẽ tiếp tục rớt trong ngày hôm nay tiếp tục rớt về cái vùng 2.5 nha anh em rồi thì vẫn tiếp tục đối với mình thì khi mà chốt lời nó chưa đủ mạnh như thế này ấy, thì mình vẫn kỳ vọng là dòng tiền tiếp tục đổ vào thị trường anh em tiếp theo chúng ta sẽ tới cái chạc BTC ở đây thì như mình có nói với anh em về cái chạc BTC này thì nó đang xe quay nó đang xe quay ở vùng tam giác như video trước của ngày hôm qua mình có nhắc với anh em thì ngày hôm nay thì BTC vẫn tiếp tục xe quay thôi khi mà chu kỳ dao động của ngày hôm qua của BTC gần như là nó chỉ dao động trong khoảng từ 2 tới 3 phần trăm thì đây đối với BTC hoặc là thị trường crypto thì đây là một khung dao động rất là bé và chúng ta đang có một bắt đầu hình thành một cái trend line bắt đầu hình thành một cái trend line bé hơn ở khung H1 như anh em có thể thấy trên màn hình thì đây là một cái trend line trên khung H1 và chúng ta chúng ta thì em vẫn sẽ kỳ vọng ở trên khung H4 thì em vẫn sẽ kỳ vọng nó sẽ về chạm lại cái vùng 6 60.000 200 này Trước khi là sẽ rack out cái trên line, cái trên line em vừa mới vẽ này nha anh em. Trước khi là rack out được cái vùng trên line này và sẽ tiếp tục tăng lên cái vùng. Nếu rack out được cái vùng trên line này sẽ tăng lên cái vùng ít nhất là 62. 62.963.000. Còn nếu mà chúng ta rack luôn cả cái 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 cạnh trên của cái cái cờ này, mô hình cờ này, tam giác này thì chúng ta sẽ có một cú bật lên và sẽ có bắt test nha anh em và sau đó là sẽ tăng lên tiếp tục đây là sẽ là cái plane thì trường hợp là chúng ta sẽ có một cú breakout thì chúng ta sẽ có hai điểm mua nếu mà chúng ta muốn mua btc nhé thì chúng ta sẽ có hai điểm mua một là chúng ta đợi breakout ở trên line nhỏ này đây sẽ là một điểm mua cho anh em cái điểm khi rút ao qua khỏi trên line này đây sẽ là một điểm mua thứ hai thì chúng ta sẽ mua ở cái vùng này khi mà nó rút ao cái vùng vùng cờ này và nó nó tăng trở lại anh em đây đây sẽ là hai điểm mua rồi nhưng mà chúng ta vẫn đây là như anh em cũng thấy thì đây vẫn chỉ là cái chạc xe quay thôi thì vẫn có trường hợp là nó rút ao xuống thì nếu mà rút trường hợp rút ao xuống thì chúng ta sẽ làm gì thì đối với mình á, thì cú rác out xuống này nó sẽ không nhiều gì đâu khi mà nó vẫn là được vẫn ở ở xu hướng phía trước nó vẫn là xu hướng tăng nha anh em. Nên là chúng ta vẫn sẽ ưu tiên đánh tăng hơn là đánh giảm, có nghĩa là chúng ta ưu tiên mua vào hơn là chúng ta bán ra. Ở thời điểm hiện tại chúng ta ưu tiên mua vào hơn là bán ra nha anh em. Thì khi mà rock out cái vùng trên line này thì chúng ta sẽ làm gì? Thì theo mình á thì nếu mà anh em mà đánh horse spot mà có xu hướng là hôn trong vòng từ 2 tới 3 tuần tiếp theo ấy thì chúng ta vẫn cứ hôn thôi. Còn nếu mà anh em những anh em riêng những anh em đánh future hoặc là mặc Gin ấy thì mình có kỳ vọng là nếu rack out được cái vùng trên lai dưới này thì mình có khả năng là sọt về cái vùng đánh một lệnh sọt về cái vùng 54, 53 ngàn này nha anh em. Nhưng nếu mà anh em đánh mặc Gin thì mình vẫn luôn luôn khuyên anh em là cài stop loss vào để mà nếu mà anh em có lệnh sọt ở đây nhá thì mình khuyên anh em cài stop loss khi mà nó phá vỡ cái vùng trên light cái vùng biên trên của cái cái mô hình cờ này này thì nếu mà rớt xuống thì chúng ta sẽ làm một lệnh sọt có thể là làm một lệnh sọt rồi chúng ta sẽ stop loss ở dưới cũng đồng nghĩa như vậy á, thì khi mà chúng ta làm lệnh mua ở, ở đây này thì chúng ta sẽ stop loss ở ngay cái vùng khoảng 57 57.867 này khi mà nó phá vỡ cái cái tam giác mà nó đi xuống. Đấy thì nếu mà mua thì chúng ta sẽ stop loss ở đáy dưới, còn nếu mà short bán thì chúng ta sẽ stop loss ở đáy trên này. Đáy trên 64.600 này nha anh em. Rồi. Thì tổng quan mình tóm tắt lại thì trong ngày hôm nay chúng ta đang có một cái xu hướng là sideways của BTC nha anh em. Chúng ta vẫn tiếp tục là xu hướng sideways của BTC thôi khi mà như anh em cũng thấy trên màn hình thì nó vẫn là sideways trong tam giác. Rồi thứ hai thì là chúng ta sẽ thấy là uh, chạc total market cap thì vẫn tiếp tục phản ứng rất là tốt với với đường MA và đường hỗ trợ cái khu vực hỗ trợ 2.66 này và vẫn tiếp tục có vài nến xanh và những cái nến đỏ thì nó vẫn yếu hơn những nến xanh nha anh em những nến đỏ thì lực nó vẫn yếu hơn nến xanh và thời điểm hiện tại thì mình đang thấy là chuẩn bị có khả năng là chúng ta sẽ trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cú breakout out ở trên chạc total market crypto total market cap này để mà đi lên tiếp tục lên lại cái vùng 2.73. 2.73 này và và mình dự là sẽ có một cú bắt tết nhẹ trước khi là sẽ tăng trưởng một cú tăng trưởng mạnh của thị trường tiếp tục nha anh em. Lên tiếp tục vẫn là kỳ vọng của mình ở cái vùng 3.0, 2.99, 3.0 này. Nha anh em. Vẫn tiếp tục là kỳ vọng lên vùng 3.0 nếu mà rock, rock out được cái đường trên like trên này nhá thì mình sẽ vẫn tiếp tục là kỳ vọng lên vùng 3.0 này nha anh em. Và đây sẽ là tín hiệu để mà tăng trưởng khoảng 10% tiếp tục của tổng thị trường thì khi mà tổng thị trường tăng 10% này có những con anh kho màu vốn bé thì nó có khả năng là ít 2 x3 luôn á anh em ạ. Nên là chúng ta vẫn sẽ kỳ vọng ở cái vùng này nhá. Và có thể là trong ngày hôm nay hoặc ngày mai này. Buồn nhất là tối ngày hôm nay khi mà 23 giờ ngày 6 thì thời điểm mình làm video này là 8 8 giờ 47 phút sáng giờ Việt Nam. Thì cho tới khuya ngày hôm nay có khả năng là chúng ta sẽ hoàn thiện cái breakout này nha anh em. Rồi. Thì cảm ơn anh em đã xem hết video nhé. Thì nếu mà anh em thích, thấy hay thì like share hoặc là anh em có thể comment ở phía bên dưới để góp ý cho team. Mong là video này sẽ mang lại nhiều thông tin để cho anh em có thể nắm tổng quan của thị trường. Cảm ơn anh em. À, anh em nhớ subscribe kênh để đón xem những video tiếp theo nhé. Chúc anh em một ngày giao dịch thành công. Cảm ơn anh em.